Hello, và chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ok anh em, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách leo lên trên mây để ngắm khung cảnh của khu cam này nhé mọi người. Và luôn tiện làm luôn nhiệm vụ của kẻ thách thức luôn mọi người. Đấy thì để leo lên trên đấy thì rất là đơn giản thôi. Nhiều bạn thì leo lên từ cái chỗ đằng sau mình này, cho nên nó rất là khó. Còn leo theo cách của mình, các bạn không mất đến 1 phút để các bạn lên đến trên kia nhé các bạn. Đó, lên trên kia, lên trên mây nhá. Đó, lên trên kia có cái cung điện ở trên đấy đó. Anh em phải leo lên đến đấy thì mới xong cái nhiệm vụ cái thách thức được. Đấy, ok. Bây giờ không lên thuyền nữa, bây giờ mình bắt đầu leo nhá anh em. Nào, bây giờ mình sẽ leo ở bên này nhá. Đấy, đường leo sẽ ở bên này này. Đó, anh em sẽ đi vào kịch trong này, xong rồi lấy đà và nhảy lên đây. Đó. Rồi bây giờ là phần trước mặt, anh em sẽ ấn nhảy liên tục anh em. Đấy, ấn nhảy liên tục đó. Rồi nó sẽ có một cái lăng đấy, đẩy anh em lên luôn, anh em không cần phải nhảy qua bên kia nữa đó. Sau đó đến đoạn này thì anh em nhảy khéo một chút nhá. Đấy, mấy lá này anh em nhảy khéo một chút, đừng để rơi xuống dưới nhá. Đó, đó rất là đơn giản thôi anh em. Lên đến đây không đến 1 phút đâu. Đó, lên đến bông hoa này là anh em sẽ nhảy lên cái viền này luôn. Em không phải nhảy bên kia bên đó, nhảy lên viền này mà đi vào luôn đó, không phải nhảy lên đến ngọn kia để mất thời gian anh em ạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ leo lên đây. Anh em phải nhảy lên nóc nhá, đó, nhảy lên nóc để cho an toàn. Nếu mà anh em đi ở đường dưới kia nó sẽ bị rơi cái ránh dưới này, có một cái ránh này đó, nó hay rơi cái ránh này đó. Còn đoạn này anh em phải lấy đà cho nó tốt thì anh em mới nhảy qua được nhá. Đó, không là anh lại rơi xuống dưới đấy. Ok, đến đoạn này thì nó lag này. Rồi anh em từ từ thôi, nếu không anh em bị bật ngược ra em bay xuống dưới luôn. Đấy, rồi đó, lấy đà này đó, nhảy và dứt khoát anh em đúng không? Nhảy dứt khoát thì mới lên được chỗ này, đơn giản thôi đó. Thế là mình đã lên được bay rồi đấy. Đấy, lên được cái cung điện trên mây rồi đây. Đó, nên đến đây là làm cái nhiệm vụ kẻ thách thức là xong luôn anh em. Đó, lên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy cả khung cảnh của khu cam này đó, núi này, cây cỏ này, khu cắm trại này đó, thác nước nhìn rất là đẹp luôn anh em. Đó, ok anh em chưa, leo lên đây không đến 1 phút nha anh em. Leo theo cách của mình rất là đơn giản thôi ấy, và đằng sau mình là tháp vô cực đó. Ở đây ngồi ở đây tán gẫu ngắm sao với người yêu hay là cùng bạn bè nói chuyện đó, ngồi ở đây xịn sò view thì cực đẹp anh em ạ. Đấy, đằng sau mình là cái tháp vô cực. Còn tháp vô cực này thì lên kiểu gì thì tháp vô cực thì nó có một cái đường gọi là nó tàng hình ấy anh em, nó có thể đi lên được nhưng mà khó nha, lên hơi khó nha. Đấy, anh em đi đến đây này, anh em lấy cái phương tiện ra, anh em lấy một chiếc xe bất kỳ, anh em ra xe đạp cũng được nhé, bạn trượt không biết được không nhưng mà xe đạp cũng được anh em ạ. Đấy, anh em phải đi thẳng lên, đi từ từ nhá. Đó, anh em đi từ từ lên đến cái đoạn là nó có một đoạn nó sẽ dừng lại đây. Đây đấy, cái đoạn này nó sẽ dừng lại, sau đó anh em xuống xe, chắc là lệch rồi, mình bị lệch rồi. Lệch như thế là khó lên lắm anh em ạ. Sau đó anh em đi thẳng, anh em nhảy liên tục là sẽ lên được. Đấy, mình bị lỗi ở cái bước đấy rồi cho nên là thôi. Bây giờ mình cứ thử đi lên lại nha anh em. Đấy. Ôi, rơi mất xuống dưới rồi. Rơi mất xuống dưới rồi anh em ạ. Bây giờ lười lên lại quá. Anh em nào lên thì cứ đi xe lên thẳng, sau đó dừng, xong là nhảy lên là sẽ được nhé anh em. Ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Bye bye anh em, chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.